À, Lượng Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Hôm nay mình đến sân Làng Nguội quay đội F-Skep thiếu nhi, F-Skep và F thiếu nhi của Thành Công gặp nhau ở tại sân bóng Làng Nguội để tranh cúp. Vào đây hôm nay là trận bán kết đang được hai đội Thành Công và F-Skep ra sân đang gặp nhau. F-Skep và Thành Công gặp nhau hôm nay là vào trận bán kết của đội ông Thành Công tổ chức trận đá bóng thiếu nhi ngày 1 tháng 6 hôm nay. Cảm ơn. Trong tài cũng như hai đội trong trận bán số 7 Bảo Lam, số 6 đội Thành Công bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn và đội F-Skep bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn. Thành Công đang có bóng, cổ vũ rất nhiều, rất đông cho các cháu thiếu nhi hôm nay ngày 1 tháng 6. Đây, Thành Công không? Ôi trời ơi! Tí nữa! Tay kìa! Chị Nhân! Ôi, phản lưới nhà rồi các bạn. Tình huống tầm bóng của số 5 Chi Nhân thì đã với đội F-Skep đã chớp thời cơ và cướp bóng rất nhanh khi bàn thắng một tỷ số của trận đấu. Rồi, phản lưới nhà các bạn. Thấy đến cổ vũ. Đấy. Không sao đâu. Đến cổ vũ cho các cháu rất đông. Thắng một tỷ số của trận đấu, chắc chắn kịch tính của trận đấu sẽ được đội Thành Công đẩy lên ở mức độ cao cấp nhất. F-Skep đang có bóng. F-Skep đang có bóng rồi. Tình huống can thiệp của số 6 bên phía Thành Công. Đây rất bóng. Trong tình huống tấn công của F-Skep. Đã đang đá phạt cho F-Skep các bạn. Lỗi của thủ môn. Thủ lĩnh tối cao của F-Skep là ông Phạm Văn Sự. Người hâm mộ vẫn hay gọi là Sơ Thủy cũng đang có mặt trên sân để cổ vũ cho trận đấu của chúng ta. Tổ trọng tài đang điều chỉnh khoảng cách cũng như cự ly hàng rào trong tình huống đá phạt này. Đang đá phạt F-Skep trận đấu thứ nhất trong trận bán kết đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Không vào rồi các bạn. Hoan hô thủ môn Quyết Bảo bên phía của Thành Công. Không, F-Skep đã phá bóng ra. Đã phạt cho Thành Công. Phạt biên. Vào, không quay đi. Rất nguy hiểm. Các bạn hoa rồi bên phía đội tuyển Thành Công là Thành Đạt số 10 đã gỡ hòa các bạn. Khán giả xem rất đông các bạn. Thành Đạt đã xâm nhập vòng cấm và chấp thành công rất đến nhanh trong tình huống này. Ôi nguy hiểm để cổ vũ cho trận đấu của chúng ta không đứng gần cầu môn. Thành Công đang tấn công. Thành Công đang vào không? Vào! Không vào các bạn. Của ông bầu Thành Công. Ông bầu Thành Công và thành ông bầu của ông kép rất là đang thi đấu ăn miếng trả miếng rất kinh tính và đẹp mắt.
khán giả đến cổ vũ cho các cháu rất đông. Hết rồi. Các ông bầu của hai đội thành công và đội FC Kép rất. Hôm nay thủ môn bắt thế nào rất là mập. Tình huống thủ môn Đức Bảo đội tuyển thành công đã là vào phong ai. Hết rồi. Cũng được. Rất là hồi hộp các bạn. Còn cổ vũ còn hồi hộp hơn là của các người lớn, thanh niên. Cổ vũ rất đông các bạn. Đã phát điên cho Escape. Rất là hôm nay thì thủ môn Đức Bảo đã xuất chúng kỹ thuật. Wow! Tình huống từ trước đã tại rất là 2-1 rồi các bạn ạ. 2-1 là nghiêng về Escape. Bước lòng trong chân phải bóng đá liếm mép sàn ngang và bay vào lưới thủ môn thành công. 2-1. Thành công. Thành công đang có bóng. Thành công. Quá đẹp. Quá rồi. Đẹp đúng lúc. Nay là ngày 1/6. Đá bóng là ông thành công tổ chức cho các cháu thiếu nhi. Các ông bầu. Vẫn là Thành Đạt. Ui. Rất nguy hiểm. Đồng đội của Thành Đạt đã rất nguy hiểm các bạn. Theo được pha căng ngang vừa rồi. Ông thành công cũng rất hồi hộp. Và ông thành công quá, một người con đã đang làm thủ môn cho đang làm cầu thủ cho đội thành công. Bố cũng yêu thích thể thao và con cũng rất yêu thích thể thao. Escape đang có bóng. Bóng ra ngoài các bạn. Thành công đang phối hợp cho nhau. Thành công phản công. Vẫn là các cầu thủ xanh được thành công. Chậm mất rồi. Thế hệ vàng của bóng đá cổ vũ là rất đông. Đây là có ông Sương Thủy Yên. Và Lam Vui. Bố có thành công. Đã có lực lượng kế cận xứng đáng trong tương lai. Rất là đông luôn các bạn. Nồi trọng tài cho các cháu vào uống nước để lấy giờ giải lao. Đến xem rất đông rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu lại vào. Đó là giờ giải lao. Hai đội vào sân để tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ nhất. Rất đông. Bắt đầu để bóng đến trên Escape. Thiếu nhi Escape cũng là rất mọi người rất khéo. Không được các bạn. Chân đã đến tình huống ném bóng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đồng đội của mình. Và bây giờ là quyền đá biên thuộc về Escape. Wow! 3-1 rồi các bạn ơi. Cầu thủ số 4 là Duy Anh. Cầu thủ số 4 này rất là giỏi các bạn.
Vâng, đã phạt sút toàn vào gôn rất cao các bạn. Đến hai bàn thắng rất đẹp mắt cho đội bóng của ông Lam Vui và ông Sức Thủy. Cầu thủ số 4, cầu thủ số 4 này đá hậu vệ nhưng mà lại lên đá phạt rất giỏi luôn các bạn. Số 10 VVF Jacket và Văn Phòng đã phát lỗi. Rất là hâm mộ các bạn, hồi hộp. Một cầu thủ của đội bóng Thành Công đang bị đau. Đau đang bị đau. Để đá phạt. Cái cầu thủ xanh được hưởng quả đá phạt. Bé rào ra. Số 10 Vũ Phòng của FC Kép có tốc độ rất nhanh. Mình chuyển lại mình xuống cánh. Rất hồi hộp các bạn. Ôi giời. Bên phía FC Kép đã phải trổ nắp cho Thành Công. Đến giờ các bạn, chúc các bạn xem video thật về vui vẻ nha. Đã hết hiệp 1 các bạn. Rất hồi hộp. Chào các khán giả. Các cầu thủ đá bóng của Thành Công. Đấy, Thành Công biết nhà. Này. À thôi. Đây, nói gì không? Cháu nói gì với cái trận đấu đá bóng thiếu nhi hôm nay nhỉ? Đấu hay hấp dẫn ạ. Chúc các cháu mạnh khỏe nha. Nào đứng đây nào. Nào đứng đây, nào xin đứng vào đây, đứng gọn vào đây. Đứng gọn đây. Đứng gọn vào chỗ này. À đây đang quay rồi, đây đứng cả mấy anh em đứng ở đây để phỏng vấn. Đây, các cháu này đến cổ vũ cho các thiếu nhi đá bóng tại sân Làng Ngọn do ông Thành Công tổ chức. Thế các cháu nghĩ gì về trận đá bóng hôm nay nhỉ? Anh là người xem mà. Thì thế. Đá rất hay các bạn này. Một cổ động viên. Một cổ động viên. Rồi rồi. Thế cảm ơn cháu nha, chúc cháu học thật giỏi và đá bóng thật hay. Ông và ông cho cháu lên YouTube nha. Rồi, đấy cháu được lên YouTube. Các cổ động viên. Rồi. Đấy. Các cầu thủ đá bóng của Thành Công ơi. Đây đây cháu này, cháu khoác cái gì đây? Cổ động viên bóng đá Thành Công. Bây giờ bắt đầu vào hiệp 2 các bạn. Hôm nay là đang đá bán kết. Bán kết 1 do FC Thành Công và FC Kép. FC Thành Công mặc áo xanh. Còn FC Kép mặc áo vàng. Đây là bán kết 1. Quần áo đi xong gọi thầy vào. Thứ hai bắt đầu. Bóng đang đến FC Kép. Trọng tài điều khiển trận đấu bán kết của chúng ta là trọng tài Trần Đình Thắng và trọng tài Bùi Anh Tuấn. Bóng đã ra ngoài. Bóng đã đi hết đường biên rồi.
Và ui rồi. Quả bóng treo lơ lửng giữa cửa gôn rất đẹp. Liếm mép xà ngang trong tình huống dứt điểm đi phát vào em ơi. Tình huống phối hợp tấn công quá đẹp mắt của đội bóng ông thành công. Quả bóng treo lơ lửng rất đẹp. Cơ chế bàn thắng của ông thành công trong tình huống tấn công vừa rồi. Đây là do ông thành công tổ chức giải bóng thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho các đội bóng của huyện Lạng Giang. Như Toàn Đen, như Sơn Thủy, như Lạng Giang. Một quả đá phạt cho thành công. Đồng minh và thành đạt sẽ là người trách nhiệm thực hiện quả đá phạt này cho đội bóng thành công. Chúng ta chờ xem Đồng minh và thành đạt phối hợp quả đá phạt như thế nào. Lại đến xả ngang. Đi. Thành công. Ôi giời, chuyển hơi non. Chuyển hơi non. Thầy không đá được. Xin được quả phạt góc bên phía cánh trái. Vẫn là rơi. Phúc chậm. Vũ Phong. SK đang có bóng. SCB đang tấn công. SK đang dẫn 3-1 mà vẫn chưa hài lòng các bạn. Vẫn còn đang muốn ghi thêm để nâng cao tỷ số. Trận này trận nào thắng thì sẽ vào ba chung kết các bạn. Chắc chắn Duy Anh sẽ có mặt với Vũ Phong. Một tình huống pha bóng bằng chân của Vũ Phong luôn. Thế rồi. Bóng vẫn chân chân của Phong Tây Sang với các đá thành công. Không được các bạn. Một thành bạn bên phía thành công đang được 3-4 cầu thủ áo vàng bên phía FC Kép chăm sóc. Wow, ui giời. Tí nữa thì không đẩy ra cánh, không đẩy ra cánh, không không theo số 10 cắt. Một quả đá phạt cho các cầu thủ áo vàng FC Kép. Hôm nay thế nào? Kể cả thủ môn hôm nay thế. Hôm nay các cháu nắng quá. Rất mưa màng. Hôm nay các cháu nắng quá đâm ra người nó mỏi mệt, mệt, đá không tập trung. Đá phạt cho FC Kép. Vào tiếp rồi. 4-1. Thủ môn này bắt hôm nay như thế nào buồn trái có thủ môn khác hay đã được thủ môn cho cầu thủ mặc áo số 10 trong tình huống đá phạt vừa rồi là Vũ Phong. Tôi đá đi, đá đi. 4-1 cho FC Kép. Hôm nay là đội nào vào sẽ vào được tranh cúp các bạn, vào chung kết. Tất cả các tình huống tổ chức đá phạt của FC Kép là rất nguy hiểm. Với sự góp mặt của số 10 Vũ Phong và số 4 Duy Anh. Wow. Ngay sau đó là một câu trả lời. Các thủ môn áo số 10 là Thanh Đạt. Số 10 đã rút ngắn tỷ số đưa cho đội bóng bóng thành công. Còn 24. Còn 24 các bạn. Trận đấu đang diễn ra rất cực tính. Kìa. Bóng trang tay cầu thủ là số 10 là Vũ Phong. Có rút ngắn được tỷ số này không các bạn? Sẽ là tình huống cơ bóng thăng về cầu môn của SCK trong tình lá phạt này. Các cổ động viên rất đông luôn các bạn. Rồi.
khán giả này, những cổ vũ là rất đông luôn. 10.000 khán giả đã đến sân là Nguyễn để cổ vũ, ngồi khắp nơi. Anh Đạt, anh Đạt chiến thắng rất đẹp, quá giống rồi. Rất đông rồi, các cổ động viên vào cổ vũ cho các cháu thiếu nhi rất là đông. Cúp đã để sẵn trên kia các bạn. Kìa, ôi trời ơi, không chết rồi. Chạy chuyền luôn, ơi chuyền nhẹ quá. Ôi, biết rồi, cầu thủ kép rất khỏe các bạn. Trái đâu, lắc trái đâu. Phản công chuyền bóng. Ba bốn rồi các bạn. Ba bốn rồi. Rất đông. Các cổ động viên rất đông rồi. Không kèm người các bạn. Để luôn đi. Không kèm người. 5-3 rồi. Không kèm người. Dạ, rất hồi hộp các bạn. Sự chiến Mỹ Đức đá phạt sẽ là người thực hiện đá phạt. Rồi. Quá tiếc cho số 3 cuộc bóng thành công là Quang Minh. Tình huống chuyền bóng rất có ô thì nhiều bạn mình đã không có chết. Bốn năm rồi các bạn. Có thời gian đây này. Đã được thành công. 4 năm rồi. Ra đây, ra đây. Đấu bốn rất hồi hộp các bạn. Không sao. Đi quá khó. Đức Bảo anh phải bó tay và ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng trong tình huống bên lưới nhà rồi thôi. Đây ơi. Đạt đá đi. Số 6. Không sao, thoải mái lên. Không sao. Rất hồi hộp các bạn. Thành công được quả phạt bao nhiêu quả nhưng mà xà ngang toàn từ chối quá. Sở dọc xà ngang từ chối của thành công. Các cháu đá bóng nhưng mà rất hồi hộp. Đang là 6-4 và bây giờ một quả đá phạt. Cảnh kỳ. Wow. Cảnh kỳ đã thực hiện một tình huống cổ vũ rất đông. Thế nhưng tuyển bị của thân FC Game đã có một tình huống xuất thần. Rất đông luôn các bạn. Cho các cầu thủ FC Game khá xuất sắc trong trận đấu này. Tỷ số của trận đang là 6-4. Đá đẹp hết mình nha con ơi.
Đấy, bán kết 1. Rồi đá đi, còn chiều trận nữa các anh ơi. Bán kết 1. Nhà FC Kép đã giành thắng lợi trước đội bóng Thành Công với tỷ số là 6-4. Như vậy là đội bóng FC Kép của ông Lâm Thơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hà Lượng Vlog nha. Bán kết 1 đã hết. FC Kép đã thắng, đã được vào tranh cúp và chung kết các bạn.